cha nhìn nhận nhân đức anh hùng của bà mẹ trẻ người Ý chết vì bảo vệ thai nhi của mình. Ngày 30 tháng 8 2021, trong cuộc tiếp kiến Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn các sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của một người nam và hai người nữ, bao gồm Maria Cristina Moselin, người mẹ trẻ ba con đã chết vì bệnh ung thư sau khi trì hoãn điều trị hóa trị để cứu sống đứa con chưa chào đời của mình. Moselin sinh tại tỉnh Milano của Ý vào năm 1969. Mặc dù được phát hiện có khối u ở chân trái, cô vẫn tiếp tục học hết trung học và kết hôn với Carlo vào năm 1991. Cô đã có hai con, tuy nhiên khi cô mang thai, đứa con thứ ba, khối u lại xuất hiện. Đứa con là món quà quý giá. Mặc dù đã trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u, nhưng Moselin đã quyết định không điều trị hóa chất để gây nguy hiểm đến tính mạng của con mình. Cô đã viết trong một lá thư kể về những khoảnh khắc này với Ricardo, đứa con sinh năm 1994. Mẹ mạnh mẽ phản đối việc loại bỏ con, đến nỗi bác sĩ đã hiểu tất cả và không nói gì nữa. Ricardo, con là một món quà đối với mọi người. Vào buổi tối hôm đó, trên xe từ bệnh viện trở về, con đã động đậy lần đầu tiên. Dường như con đang nói với mẹ, cảm ơn mẹ đã yêu con. Và làm sao ba mẹ có thể không muốn có con được? Con thật đáng quý. Và khi mẹ nhìn con và thấy con thật xinh đẹp, lanh lợi, đáng yêu, mẹ nghĩ trên đời không có nỗi khổ nào lại không đáng gánh chịu vì một con người. Các liệu pháp sau đó không thể điều trị được căn bệnh ung thư. Căn bệnh đã di căn và Moselin qua đời vào năm 1995 ở tuổi 26. Enrica Bentham Cattocci. Đức Thánh Cha Francisco cũng ký các sắc lệnh chứng thực các nhân đức anh hùng của Enrica Bentham Cattocci, con gái út của chân phước Luigi Bentham Cattocci và vợ là Maria Cosini. Bà sinh tại Roma vào năm 1914 và mất năm 2012. Cha Placido Cortez. Sắc lệnh cuối cùng được Đức Thánh Cha cho phép công bố nhìn nhận nhân đức anh hùng của cha Placido Cortez thuộc dòng Francisco, một linh mục người Ý, người đã giúp đỡ việc vượt ngục của các tù nhân đồng minh và người dân, kể cả người Do Thái, bị bắt hại bởi Đức Quốc xã. Sau đó, cha bị bắt, bị tra tấn và bị giết ở Trieste vào năm 1944.